đi thấy kêu đau. Đúng rồi. Vì nó bảo cái tầm tuổi đấy rồi thì thôi. Đúng rồi, tầm đấy thì nó bận. Nó khuyên không, không nên mổ mà. Thế thì dễ lắm. Sáng nay con đưa đi thấy yếu lắm rồi. Làm ở Bắc Giang hay chú? Bắc Giang. Ừ. Chú chọn chú Ngọc có cho đi nhập viện nằm viện thôi kêu đau. À thần đéo thì Minh hay cái lượn lượn ở đây. Minh lượn ở trong nhà. Ừ. Thế bảo mình cứ cái Minh hay lượn đi lượn lại ở đây. Mình có tay này dạo này vào chơi ông già mạnh thế. Quá ra uống thật. Uống thật. Ông con mình chỉ mong đến tuổi đấy thôi. Thế đến tuổi đấy là tốt lắm. 77 là tốt rồi ông ạ. Chứ không nói 87 đâu. Giờ bệnh tật đầy người. Không thấy giờ tầm tuổi này người đã rão hết ra rồi. Con đi xem thầy phán vào 70 bộ thế là thọ rồi. Thế là tốt lắm rồi. Cái vụ đi xem cho làng mình ấy, sao rồi? Ông ấy đưa mấy quà đi thế là cậu cứ lôi vào xem. Xem rồi con hỏi vào thế con thọ là bao tuổi? Ông ấy bảo xem sách chiếc bảo mày được 73 tuổi. Ủa thế là thọ rồi. Con nói đến tầm tuổi bọn con thì tầm tuổi đấy là thọ lắm rồi đấy không ạ?